Puka, Ghiên Tuấn Kiệt tình bể bình mọi khoảnh khắc ở thảm đỏ. Chuyện tình cảm của Puka và Ghiên Tuấn Kiệt thường nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, dù liên tục phủ nhận hẹn hò, nhưng cặp đôi vẫn được người hâm mộ tích cực đẩy thuyền. Mới đây, cả hai còn xuất hiện tình tứ bên nhau khi dự lễ trao giải Cánh Diều Vàng vừa được diễn ra. Trên trang Facebook cá nhân, Puka đã đăng tải loạt ảnh cô đến tham dự lễ trao giải Cánh Diều Vàng lần thứ 19 vừa được diễn ra ở Nha Trang. Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy trắng lộng lẫy, khoe bờ vai trần quyến rũ, vóc dáng thon thả của mình. Đáng nói hơn, Puka không chỉ xuất hiện một mình mà cô còn sánh đôi cùng Ghiên Tuấn Kiệt khi sải bước trên thảm đỏ của sự kiện. Khoảnh khắc cặp đôi cùng nhau bước trên thảm đỏ khiến người hâm mộ thích thú và liên tục đẩy thuyền. Thời gian gần đây, Ghiên Tuấn Kiệt và Puka thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau. Dù vướng nhiều nghi vấn hẹn hò, nhưng cả hai vẫn không ngần ngại đăng ảnh về đối phương. Nhiều khán giả suy đoán rằng liệu có phải sau nhiều năm vướng tin đồn yêu thương, cặp đôi dần công khai mối quan hệ của mình. Trước đó, Puka và Ghiên Tuấn Kiệt liên tục phủ nhận về tin đồn hẹn hò của mình. Puka từng chia sẻ với truyền thông, việc soi mang đồ đôi với Ghiên tôi thấy bình thường, chẳng phải bằng chứng hẹn hò gì. Tôi cũng hay mang giày giống Quang Trung, giống Anh Đức, rồi đội nón giống Jun Phạm. Sao mọi người không soi? Về Ghiên Tuấn Kiệt, nam ca sĩ khéo léo trả lời trước nghi vấn hẹn hò. Đã là tin đồn rồi thì bây giờ em có nói gì đi nữa, hay phủ nhận đi nữa thì mọi người sẽ nói mình xạo. Còn em mà đồng ý thì mọi người sẽ nói đó, thấy chưa? Vậy mà giấu. Nghĩa là dù trả lời thế nào thì mọi người vẫn sẽ công kích được thôi, nên cứ im lặng thôi. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, không có giải thích. Dù phủ nhận tin đồn yêu đương, nhưng Puka và Ghiên Tuấn Kiệt vẫn thoải mái xuất hiện tình tứ cùng nhau ở nhiều sự kiện giải trí. Cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến và mong rằng họ sẽ lên tiếng rõ về mối quan hệ của mình.